Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dung Hoàng. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em 6 mẫu đồng hồ. Và trong đó có một chiếc đồng hồ phương bốc rất là giá trị, tinh tế và mang những cái nét vintage xưa rất là cao. Và tất cả những sản phẩm bên shop đồng hồ cổ Dung Hoàng em bán ra đều có một cái thẻ bảo hành chính hãng. Và tất cả những chiếc đồng hồ này nguyên zin. Và nếu anh em phát hiện hàng nhái, hàng fake, hàng không đúng như lời mô tả thì bên em hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm anh em nhé. Và anh em nào ở xa thì em sẽ gửi hàng và miễn phí ship đến tận tay đến tất cả các anh em nhé. Và để không làm mất thời gian của tất cả các anh em thì sau đây em sẽ vào mô tả những nét đẹp cụ thể và giá để tất cả các anh em cùng tham khảo và cùng lựa chọn. Và chiếc đồng hồ đầu tiên đó chính là một chiếc đồng hồ Bulova với một cái hộp nhung cực kỳ là đẹp anh em ạ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái vỏ hộp bốc nhung 1960 đến bây giờ anh em nha, có nguyên zin nguyên bản như này, phải nói là quá là tinh tế. Và chiếc đồng hồ này thích hợp cho anh em mua cho biếu tặng, cực kỳ là giá trị anh em nha. Và em xin tiến hành mở chiếc hộp này. Và anh em thấy không, đây là bên trong cái lớp nhung này cũng như là cái thiết kế của cái hộp này, nó rất là giá trị Bulova. Và trong cái hộp bốc thì có một cái sổ của cái thương hiệu Bulova. Đây anh em thấy rất là giá trị. Đây có hộp sổ đầy đủ, rất là tinh tế anh em nhé. Đây là nhà máy của thương hiệu Bulova. Và anh em cùng chiêm ngưỡng siêu phẩm chiếc đồng hồ càng độc. Và đây cũng là một trong những cái biểu tượng, một cái tượng đài của cái dòng Bulova, dòng thương hiệu làm ra những chiếc đồng hồ nghệ thuật rất là đẹp anh em nhé. Và nguyên zin 100%. Anh em nào đang muốn mua cho biếu tặng thì cực kỳ hợp lý anh em ạ. Và đây là cái siêu phẩm. Em để cái bốc ở đây và em sẽ tiến hành vào mô tả nét đẹp của chiếc Bulova này. Anh em thấy không? Một chiếc Bulova với một cái thiết kế rất là sang trọng và zin nguyên bản 100%. Dây cũng là sợi dây bọc vàng. Còn có cả cái dây này. Nguyên zin. Và dây là dây Trung Mỹ bọc vàng anh em nhé. Đây là một trong những cái chiếc đồng hồ Bulova dòng Thụy Sĩ xuất sang thị trường Mỹ, bán sang thị trường Mỹ để xuất khẩu đấy, kiểu như thế anh em ạ. Và có nhà máy đặt tại Mỹ anh em nhé. Anh em thấy không, cái cảng của nó cực kỳ là độc đáo và độ mới phải tầm trên 95%, bọc vàng toàn thân anh em ạ. Anh em thấy không, kiếm được những chiếc đồng hồ này tại thị trường Việt Nam mình quá khó anh em nha, chứ không phải là khó, quá khó anh em ạ. Nhiều khi anh em có tiền anh em cũng không thể mua được những cái bản đồng hồ Bulova giá trị này anh em ạ. Độ mới cực kỳ cao và độc nhất, đó chính là bộ bù chân càng này. Người ta thời xưa người ta làm thủ công anh em nhé, chứ không phải là làm dây chuyền máy như bây giờ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy. Đấy, nguyên zin anh em thấy không, bọc vàng 10k gold fill toàn thân, cực kỳ dày dặn. Và phía sau này anh em mới nhìn thấy cái bốn chân càng nhện nó rõ và nó làm nó độc đáo như thế nào anh em ạ. Chạy với bộ máy cơ cót lên dây bền bỉ anh em nhá. Đeo nền mặt trắng nguyên zin này, trải tia bát sáng rất là tốt, núm zin có logo anh em nhá, tổng thể zin nguyên bản 100%. Size mặt là size 33mm, mỏng chỉ có 80mm thôi anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng ngắm. Đó, anh em thấy không, bản đồng hồ Bulova cực kỳ sang trọng và tinh tế, hiếm có tại trường Việt Nam mình. Và nhiều khi anh em có nhiều tiền anh em cũng không thể mua được đâu anh em ạ. Đấy, anh em cùng chiêm ngưỡng này. Và anh em nào đang muốn sưu tầm những chiếc đồng hồ độc đáo trong video ngày hôm nay thì đừng bỏ lỡ chiếc Bulova này. Và bản Bulova này thì zin 100% anh em nhé, đập hộp đó. Và nguyên sổ. Và chiếc đồng hồ này thì bên em đang giao lưu là 18.500.000 đồng anh em nhé, mã số 1, sang trọng. Và chiếc đồng hồ thứ hai trong video ngày hôm nay mà em xin gửi đến tất cả các anh em, đó chính là một chiếc đồng hồ với một cái thương hiệu nổi tiếng, đó chính là thương hiệu Universal Geneva, dòng thiết kế bộ máy tự động mỏng nhất thế giới anh em nhé, chạy với bộ máy tự động anh em ạ. Bộ máy tự động khuy áo có hỗ trợ có tay anh em nhé. Và anh em cùng chiêm ngưỡng, nó tinh tế lắm, nó đơn giản này, toát lên những cái nét đẹp cổ điển riêng biệt
Và điểm nhấn đó chính là bộ bốn chân càng, nó làm bốn chân càng độc, rất là hiếm có, và ở cái niềm benzen nó làm kiểu phay sớ lụa cực kỳ sang trọng anh em nhé. Và sợi dây là một cái sợi dây da Ý, rất là sang trọng. Sợi dây da này ở ngoài anh em cũng phải mua tầm 800-900, mà nhiều khi không có để mà mua anh em ạ. Chiếc đồng hồ đấy rất dễ sử dụng thôi anh em, khi mà đeo thì anh em mồi cho nó độ khoảng 5 vòng cót. Đấy, anh em nghe tiếng này đấy, tiếng bánh xe của cái bánh cót đấy, của cái chiếc đồng hồ khuy áo này nó rất là êm. Và núm zin này, đáy làm từ thép nguyên bản. Và bản đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 34.2 mm, mỏng nó chỉ khoảng là tự động anh em ạ, tự động mà chỉ có 7.5 mm thôi anh em nhé. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem một bản đồng hồ giá trị sưu tầm rất là cao, chạy hoạt động rất là chuẩn xác anh em nhé, đơn giản và tinh tế, nước vàng nhìn rất là nhã nhặn. Và bản Universal mã số 2 bên em đang giao lưu là 16.500.000 đồng. Và tiếp tục trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Rotary, siêu mỏng anh em nhé, chạy với bộ máy cơ cót lên dây, em lấy cót nghe cực kỳ êm. Và thiết kế kiểu hai kim hoàng gia, 12 giờ đêm là nó nhảy này, nhảy lịch anh em ạ. Và có một vị trí lịch gốc 6 giờ, người ta gọi là lịch lọc. Và giá cực kỳ hợp lý cho một chiếc đồng hồ chính hãng, đồng hồ Thụy Sĩ, siêu mỏng anh em ạ. Đẹp, sang, tổng thể zin nguyên bản 100%. Dây là sợi dây da bò màu đen, làm tôn lên cái vẻ mặt vàng sang trọng. Size mặt là size 33.2 mm, mỏng chỉ có 7 mm anh em ạ. Chỉ có 7 mm thôi. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em thấy không? Chiếc Rotary cực kỳ nhã nhặn, tinh tế và sang trọng. Và bản đồng hồ này thì mã số 3 bên em đang giao lưu là 4.500.000 đồng anh em nhé. Và tiếp theo trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ đến từ nước Nga. Cái chiếc đồng hồ này độ mới phải tầm 98-99%, gần như là một chiếc đồng hồ xuất xưởng anh em nhé, lưu giữ cực kỳ là đẹp và nó mới lắm anh em ạ. Người ta không sử dụng đâu, người ta chỉ mua để sưu tầm cho tủ thôi, chứ nếu mà đeo thì những cái vết thời gian nó sẽ hiện lên cái chiếc đồng hồ này. Có nước vàng gần như là không tì vết, không có một cái vết nào anh em ạ. Và một cái đeo nền mặt nguyên zin, nó nền mặt trắng nhỉ, anh em thấy không, trải tia bắt sáng rất là tốt. Và các cọc số nổi, bộ ba kim hoạt động mượt mà tinh tế, nhìn nó bóng loáng anh em ạ, đẹp sang trọng. Cái niềng của nó kiểu nó làm kiểu ở hoa văn rất là sang. Nó chạy với bộ máy cơ cót lên dây anh em nhé. Và vàng Nga thì anh em biết rồi, nó vô cùng đẹp. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 34 mm anh em ạ, mỏng ở 10.2 mm. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Em kết hợp với một sợi dây da xanh cực kỳ sang trọng, đẹp, tinh tế, anh em thấy không? Em quay sát lại để tất cả các anh em cùng xem. Bản Pakema này ở bên em đang giao lưu mã số 4, giá 3.300.000 đồng anh em nhé. Và một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ tiếp theo trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Ramona, chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ, chạy với bộ máy cơ cót lên dây anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì có cái khung vỏ được bọc vàng hồng, anh em cùng nhìn, nước vàng hồng rất là đẹp, đáy được làm từ thép đúng zin, và kim cọc cũng là được bọc vàng hồng. Anh em thấy không, ở vị trí 3 giờ có một cái vị trí lệch kính mica zin anh em nhé. Đây ở vị trí góc 2 giờ thì có một cái nút, nhưng mà ấy, cái kính mica bằng nhựa mà đã 60 năm rồi mà nó còn giữ được như thế này, rất là đẹp, quý lắm anh em ạ. Và cái kính này anh em muốn thay thì em vẫn thay mới được, nhưng mà mình nên để cái kính zin như thế này và tổng thể zin nguyên bản thì nó sẽ giá trị sưu tầm hơn anh em ạ. Và sợi dây là một cái sợi dây da bò màu xanh đậm mà em kết hợp vào rất là đẹp. Size mặt là size 34 mm, mỏng nó chỉ có 7 mm thôi anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Bạc Ramona này thì bọc vàng hồng, đang lên tiết đỉa, đó, rất là đẹp,
mỏng dính anh em ạ. Và bản này thì bên em đang giao lưu là 4 triệu 200 nghìn đồng cho anh em nào mà yêu thích nhá. Anh em hãy nhanh tay, bản này rất là cái thương hiệu này cũng rất là ít có tại trường Việt Nam mình. Và chiếc đồng hồ cuối cùng trong video ngày hôm nay mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Sima. Cái thương hiệu Sima cũng cực kỳ nổi tiếng và zin 100% anh em nhé, dây khóa núm đồng hồ zin 100%. Và bản Sima này thì chạy với bộ máy cơ con lên dây kiểu thiết kế hai kim hoàng gia và núm là núm zin. Cái khung vỏ thì được bọc vàng này, đáy được làm từ thép này và dây cũng làm từ thép, kiểu nó làm tông đờ mi nhìn rất là trẻ trung với một cái dáng thiết kế bầu như này nhìn đẹp lắm anh em ạ. Size mặt chuẩn 34 mm anh em nhé, mỏng chỉ có 7 mm thôi. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em nào mà yêu thích những chiếc đồng hồ mỏng nhã nhặn thì đừng bỏ lỡ mấy sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu rất là đẹp. Và chiếc đồng hồ mã số 6 bên em đang giao lưu là 3 triệu 900 nghìn đồng anh em nhé. Và vừa rồi thì em có gửi đến tất cả các anh em 6 mẫu đồng hồ, trong đó có một chiếc đồng hồ đập hộp đẹp, giá trị và mang những cái nét vintage xưa rất là cao. Và anh em nào yêu thích thì hãy nhanh tay gọi điện, số điện thoại em để ở phía bên phải màn hình video để nhanh nhất chốt được chiếc đồng này. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi.